thì ở video này á, mình sẽ thứ tự mình sẽ review từ máy bé lớn trước rồi đến máy bé nhỏ sau ha. Trong máy bé này thì bé mini lock màu xám này chắc là lớn nhất này, bé mini lock màu xám bạc này. Đây bé đây, mini lock màu xám bạc đây, bé này vừa hơn một tháng. Đây là cái màu bé màu xám bạc ha. Thì đầu tiên là mình sẽ xem thử là bé giới tính của bé là dòng gì nha, đặt cái nha. Đây. Bé đấy là một bé cái nha, bé cái nha các bạn. Đây. Rồi ok. Cái trong của bé vàng vàng là tại vì máy bé này đang được tập ăn cỏ anh phê đó. Thì thói quen của tụi nó là khi mà ăn là tụi nó hay nhảy vô trong bát ngồi luôn, ăn nó mới xuống nó mới để cái nết lận. Thành ra là sẽ cái trong của máy bé nó sẽ màu vàng tí nha. Nhưng mà cái màu vàng này là ém của màu cỏ thôi, vàng vàng xanh xanh thôi chứ nó không phải là nó bị bẩn gì hết, không bị vi khuẩn gì hết nha. Nên nếu mấy bạn nào đón máy bé này về thì một thì cứ để cái lớp lông này, còn nếu bạn nào không thích thì cắt bớt đi. Nhưng mà thường lúc nhỏ là mấy đứa nó có cái thói quen nhảy vô máng nó ngồi này, chừng lớn thì nó sẽ bớt cái nết lại nha. Rồi ok. Bình tĩnh. Rồi đây, lớn rồi, nhoi quá. Thì sẽ có một vài bạn sẽ thắc mắc về cái tai của bé nha. Đây là bé mini lock này, nhưng mà cái tai của nó thì bây giờ nó vẫn còn vẹn này. Thì một số bạn sẽ thắc mắc về vấn đề này ha. Thì trong video này mình cũng giải thích thêm cho mấy bạn ha. Từ từ nha. Coi cái râu của máy bé nhiều ghê chưa. Coi râu nè, y xì mèo luôn. Coi râu nè, râu xì rất là dài luôn, bé này có râu rất là dài và nhiều luôn này nha. Rồi ok, về cái vấn đề này tai cụp của thỏ mini lock nha. Thì mình có thể nói sơ như thế này. Là máy bé thỏ mini lock á, mày thường mày tới khoảng 1 tháng tuổi á, thì có những bé nó sẽ cụp sớm á, thì nó sẽ có thể nó cụp một bên tai. Còn có những bé là nó thông thường á, thì nó sẽ là tầm khoảng tới 3 tháng là nó sẽ cụp hẳn hai tai luôn. Có những bé nó sẽ 2 tháng là nó cụp hai tai rồi. Nên là trẻ nhất là 3 tháng là coi như máy bé nó sẽ cụp hai tai, nó sẽ cụp như thế này. Đây. Nó sẽ cụp xuống như thế này. Đấy, thì mình cập cho nó sẽ như thế này ha. Còn bây giờ là nó nhỏ nên là cái mấy cái video mà mình làm quay theo kiểu mà cái hành trình lớn lên của mấy bé thì nó sẽ mấy bạn sẽ rất là dễ hình dung luôn. Tức là lúc mà nhỏ mới chỉ ra là còn nhiều con mini rat, con hà lan, con mini lock và con sư tử là nó ý xì nhau không khác gì hết. Bắt đầu càng lớn lên là bắt đầu cái hình thái của mấy bé nó bắt đầu nó phát triển rõ ra và nó tách biệt rõ ra luôn. Chứ còn cái lúc nhỏ là nó ý xì nhau hết, không khác gì hết luôn nha. Ê rồi, chạy đi xuống đi.